Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, người ta đều nói 60 tuổi trở về sau là quãng thời gian vàng kim của đời người, 10 phần đẹp đẽ và quý giá. Nhưng sau tất cả là tiến vào lão niên sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc dưỡng già. Làm sao để khi về già chúng ta không khiến con cái phải lo lắng, bận tâm quá nhiều? Để có được như vậy thì mỗi người khi về già hãy làm tốt 5 điều sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi clip và hãy chia sẻ những thứ hay và ý nghĩa quý vị nhé. Người đến tuổi lão niên nếu quản tốt 5 điều này thì con cái mới bớt lo lắng. Hiện tại, nuôi con để sau này dưỡng lại mình là điều khó nói. Vậy nên, dưỡng lão chỉ có thể dựa vào tự mình mà thôi. Đợi khi mình già hơn, làm sao có thể ít việc phải nhờ cậy con cái đây? Để được như vậy thì hãy làm tốt 5 điều sau đây. 1. Quản lý tốt sức khỏe của mình. Người ta khi đến tuổi lão niên mà sống hạnh phúc, vui vẻ là có quan hệ đến sự tôn nghiêm của những năm tháng về sau. Nếu thân thể khỏe mạnh, có thể sinh hoạt độc lập, có thể giảm bớt sự chăm nom của người khác, giảm bớt ánh nhìn của người khác vào mình. Thường ngày, tận dụng khoảng nhàn rỗi, dùng nhiều thời gian rèn luyện thân thể. Thường ngày ít tức giận, cười nhiều hơn một chút thì có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhất định phải quản tốt thân thể của mình, định ra kế hoạch thích hợp cho sức khỏe chính mình. Chú ý, thuật dưỡng sinh giữ gìn thân thể. 2. Quản lý tốt túi tiền của mình. Có tiền thì dễ xử lý hơn là không tiền. Người đến tuổi lão niên muốn sống tự tại, độc lập, nhất định phải quản tốt túi tiền của mình, dành cho mình tiền dưỡng lão. Không nhất định là tồn tiền thành núi, nhưng nhất định phải đủ dùng. Tiền đó là dùng cho bản thân, nhất định phải nắm trong tay mới được. Bình thường, việc thu chi, chỗ nào nên giảm thì giảm, khi nào nên dùng thì dùng. Còn phải cảnh giác với các chủng loại lừa gạt để tránh tiền mất tật mang. 3. Quản lý tốt tình cảm của mình. Người đến tuổi lão niên không nên quá đa cảm. Đơn giản mà nói chính là đem thâm tình lưu lại cho người bạn đời, đem thân tình cho những người bằng hữu, đem chúc phúc lưu lại cho con cháu. Con cái có gia đình của chúng, bớt can thiệp khi cần trợ giúp thì tự chúng sẽ tìm đến cha mẹ. Đa số là sống với người bạn đời, bà ấy, ông ấy mới là cùng bạn lâu nhất, cùng bạn đi đến cuối con đường. Bạn bè thì vui vẻ, nhưng không phải càng nhiều càng tốt. Người mà không hợp thì cũng đừng cưỡng cầu. Đem chân tình đối đãi với những người bạn thật tâm, thường xuyên quan tâm thăm vấn nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn, còn có thể trên con đường dưỡng lão mà sưởi ấm cho nhau. 4. Quản tốt tâm thái của mình. Một cá nhân sống tốt hay không thì tâm thái rất quan trọng. Nhất định phải có tâm thái tích cực mới có thể sống tốt những năm về sau. Người ta khi về già, ngoại trừ kinh tế độc lập ra, tư tưởng càng phải độc lập. Khó hơn nữa là mọi thời khắc đều nhắc nhở mình, không được quá ỷ lại vào người khác. Có người trông nom là may mắn, nhưng mỗi người nên tự chăm sóc chính mình thì tốt hơn. Người ta khi về già, hãy xem nhẹ danh lợi, sự việc nghĩ thoáng. Xem việc sinh tử cũng không quá nặng nề. Có được tâm thái lạc quan, không than thở về tuổi già, không buồn sầu, không cần biết tuổi già đã đến. Làm một người già tươi mới như vầng dương sáng sủa, đạm bạc và rộng rãi thì hạnh phúc vui vẻ sẽ dài lâu. 5. Quản tốt danh dự và khí tiết của mình.
danh tiết nặng tựa Thái Sơn, lợi dục nhẹ tựa Lông Hồng. Người ta khi về già cũng trân trọng danh tiết tự tôn, tự ái của mình, khiến ánh chiều sáng lạn, cảnh đêm càng mỹ hảo hơn. Học được cách cự tuyệt những người và sự việc không tốt, sẽ có thể tránh bị cuốn vào những tranh cãi không cần thiết, mới có thể gỡ xuống gánh nặng tinh thần. Trong sinh mệnh hữu hạn này, hãy sống ung dung hơn, tự tại hơn. Dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người cũng đi. Chỉ có dựa vào bản thân mới là tốt nhất. Người ta khi về già, nhất định hãy quản tốt năm điều này, sẽ mở ra những năm tháng tuổi già an lạc cho chính mình. Người thiện lương không bao giờ nhìn vào điểm xấu của kẻ khác. Thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác. Trong kho tàng chuyện cổ Phật gia có kể về một sa môn vốn xuất thân là một tên cướp khét tiếng hung tàn. Sở thích của hắn là giết người, chặt ngón út của tay trái nạn nhân làm vòng đeo. Hắn tổng cộng đã giết được 999 người, chỉ còn một người duy nhất nữa là hoàn thành tâm nguyện. Một hôm, Phật Thích Ca cầm y bát vào thành Savatthi hóa duyên khất thực. Sau khi dùng bữa xong, trên đường trở về tịnh xá, Đức Phật gặp tên cướp Angulimala. Tên cướp thấy Đức Phật đi một mình nên quyết định ra tay sát hại. Hắn cầm dao nhằm về hướng Đức Phật mà đuổi tới. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng ra sức chạy tới đâu cũng chẳng thể nào đuổi kịp Đức Phật. Thấy quá lạ, tên cướp Angulimala nghĩ: thật kỳ lạ, trước đây mình có thể đuổi kịp voi, ngựa, nai, thậm chí cả chiếc xe đang chạy, sao bây giờ không thể đuổi kịp một sa môn cổ đàm đi bình thường? Nghĩ vậy nên hắn cất tiếng: này sa môn, hãy dừng lại, hãy dừng lại sa môn, để gọi Đức Phật. Đức Phật nghe vậy mới nhẹ nhàng đáp: ta đã dừng lại lâu rồi, chỉ có ngươi là chưa. Tên cướp nghe vậy, nghĩ bụng: rõ là đang đi, sao lại nói dừng rồi? Hắn nghi hoặc: ông đi mà lại nói ta đã dừng rồi, còn tôi đang dừng, ông lại nói tôi đang đi, nghĩa là sao? Đức Phật giải thích: với mọi chúng sinh, ta bỏ trượng kiếm, còn ngươi không tự kiềm chế, gieo rắc chết chóc và hận thù, nên ta đã dừng mà ngươi chưa dừng. Lời nói của Đức Phật tựa như tiếng chuông chùa đổ vọng sớm hôm, như tiếng thức tỉnh nơi sâu thẳm tâm hồn của tên cướp. Bao năm nghiệp nặng chất chồng, liệu có thể hối cải quay đầu được chăng? Angulimala nói: bao năm gây ác không ngừng, đâu có cách nào quay đầu hối cải. Đức Phật biết cơ duyên đắc ngộ của Angulimala đã đến, nên đã thuyết đạo giảng pháp cho Angulimala nghe. Sau khi Đức Phật cảm hóa, Angulimala quyết định xuống tóc, theo tăng đoàn cùng Đức Phật xuất gia tu đạo. Việc Angulimala bỏ ác làm lành đã khiến cho không ít người bất ngờ. Từ một kẻ chuyên sát sinh hại mệnh, lấy trộm làm nghề, lấy cướp mưu sinh, lại có thể đột ngột thay đổi, trở thành một người nói điều chân, làm điều thiện. Đây thực sự là một việc quá sức tưởng tượng của mọi người. Phật ra rằng, chúng sinh trên đời đều có thiện căn. Mạnh Tử cũng từng nói: nhân chi sơ, tính bản thiện. Con người chúng ta khi sinh ra, ai cũng mang trong mình sự thuần khiết, thiện lương. Nhưng năm tháng qua đi, đa phần chúng ta đều bị cái thùng thuốc nhuộm cuộc đời này nhiễm đục, để rồi tâm hồn trở nên bất thuần, bất thiện, bất chân. Nhiều người dần dần sống cuộc đời thân bất do kỷ. Họ ngày một trở nên xấu xa, họ ngày một đánh mất chính mình.
nhân vô thập toàn. Đã là con người, ai mà không từng sai phạm, ai mà không từng có lỗi lầm. Làm người, nếu như đối nhân xử thế, chỉ nhìn vào điểm xấu của người khác, thì chẳng thể nào hòa hợp với nhau, chẳng thể nào sống tốt hơn được. Kỳ thực, thiện lương không chỉ thể hiện ở việc không làm tổn thương người khác, có thể giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan, mà còn ở chỗ không nhìn vào điểm xấu của người khác. Có câu, người thiện lương không nhìn vào điểm xấu của người khác. Kỳ thực, khi một người thường hay chú ý đến điểm xấu của người khác, điều đó cho thấy rằng bản thân người ấy cũng là người không hoàn thiện. Và điểm xấu mà họ chú ý đến cũng chính là vấn đề tồn đọng của bản thân họ. Ai trong đời cũng từng là người tốt, ai trong đời cũng từng xấu xa. Vậy nên đôi khi để đánh giá một người, chúng ta không chỉ là nhìn vào bề mặt, nhìn vào hiện trạng của họ ngày nay, mà còn cần phải xét từ góc độ xa hơn. Tên cướp Agulimala cả đời gây ra vô số ác nghiệp, giết người vô số. Chính vua Pasenadi cũng phải kinh sợ hắn. Ấy vậy mà Phật Thích Ca chỉ bằng sự từ bi lại có thể thu phục hắn, không những giúp hắn từ bỏ cái ác mà còn xuất gia tu đạo, trở thành một tỳ kheo tôn kính. Người làm sai không xấu, cái xấu là điều làm sai. Có thể trong một lúc nào đó trong quá khứ hoặc hiện tại, vì lý trí bị mê mờ mà gây ra tội, nhưng sau này không như thế nữa, sửa đổi thành người tốt, điều đó hoàn toàn có thể. Còn nếu như một người lấy cái ác để trị cái ác thì vẫn cứ là ác. Cái ác nối tiếp cái ác, mãi mãi chẳng thể có ngày kết.